Ai ai ăn được chưa? Ai ăn được sản phẩm nữa? Nam tốc sư. Đây các bạn. Đó, con này thì quá ngon rồi. Tầm khoảng 7-8 mét thôi. 7 mét. Sứt đầu. Ôi giời ơi, trời sao. Phát sứt đầu, phát sứt đít. Cái ra nó to thêm tí là trúng ấy. Dựng rồi. Ui. Tôi thua hẳn. Kết thúc video đi. Có hàng nhá. Một bút phát. Đúng rồi cậu, xuống đây đi. Nổ như thế cơ mà. Xin đít lên này. Thế mà vẫn sống. Chẳng tự hình nó đi. Chẳng chết. Chết rồi. Một em ở đây nhá cậu ơi. Đây ánh rồi. Có hàng nhé các bác nhé. Lại rớt. Hai con này, bán hai con này. Bán hai con này thì rớt. Một đôi trả mã, ba con trả mã các bạn này. Đấy, một cạnh nhau luôn này. Ngủ ngay bờ kè luôn này. Bây giờ anh em mình sẽ hai anh em cùng bắn. Hy vọng sẽ được cả hai. Từ từ anh nhé. Rồi. Trung đếm. Nhưng mà đếm chậm thôi. Đến 3 thì nhạc. Bắn luôn cho cùng cái điểm đấy luôn đi. Bắn cho. Bắn con dưới thì ăn con trên cho anh con trên. Lên đạn nhá. Từ từ thế nào. Ông là đếm đi. Chúng đếm chưa? À rồi, nhẹo. Từ từ từ. 1, 2, 3. Xí thế cả hai à? Bảo đếm chậm thôi, đếm nhanh thế mà đéo kịp ngắm. Kéo yên. Thôi đừng có hồi hộp nhé, đoạn này là đoạn 2 nhất. Thì đếm 3 luôn nhé. Rồi, nào. Đếm chậm. Lượt hai, 1. Đã bảo đếm chậm thôi. Ừ, thì 1 thôi. 1, 2, 3. Đây, con dế chết. Con dế chết, con trên rồi. Nè, 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 em nhớ không nhầm đạn của anh cũng vào con dế luôn. Là hai anh em mình bắn cùng vào con dế. Cái này gọi là cuối đời gặp lan. Đi soi cả buổi. Còn nữa, đúng không? Anh. Đây, đạn này, đạn này. Đây, chúng mày. Đừng giữ ngực này. Cần, cần. Cần tay, cần tay. Anh bảo con nữa đâu? Không phải, nhập. Có một con này. Một đôi mà, một đôi. Một đôi chứ đâu? Một đôi và hai con, mà một con nó bay đâu vào trong đây. Ôi, đừng dã vào cái góc này nhé. Vào cửa nhà người ta. Ủa rồi, đẹp thế. Ủa đẹp lắm các bạn ạ. Từ từ để soi nhé. Đây. Phải gọi là rất đẹp các bạn ạ. Ui nhỉ, mấy anh em mình vẫn hay soi cái cây này mà đúng là soi lại có nhỉ. Cười thật. Anh em vẫn hay soi cái cây này. Nhưng mà bắn cái này nó vào nhỉ. Đếm như hôm nãy đếm chậm thôi nhá. Nhưng mà Nam mà bắn trượt là phải để tôi bắn. Cái này gọi là cuối đời gặp lan đây rồi. Nào. Nam cứ chọn góc đi. Được rồi. Đây. Anh sao dưới tí cho anh Nam nhìn. Hai na thủ đang chuẩn bị lên nòng rồi. Anh Nam chưa. Anh Nam chân lên nòng rồi. Đếm đi. 1 2 3. Hai con luôn, hai con luôn. Con của em dựng rồi, Nam kia, Nam kia. Cho máy anh ơi. Đây đây đây. Đây. Vâng. Đây, đây là một em luôn. Bay liên tục nhé. Được. Được rồi. Đến đây đúng không? Còn con chim. Bắn trúng rồi đấy. Nhưng mà con của Nam nó chưa chết, nó vẫn bay được rồi. Trúng quả đấy nó nổ hai phát liên tiếp đẹp như thế. Hỏi phúc cộng lên nào, có gì thế không? Chắc không thấy. Ông này đúng cao. Đây rồi các bạn ạ. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, Dũng đã thấy em nó nằm thoi thóp ở trên đống này rồi. Đây, đây là con anh Nam này, lúc nãy em bắn sắp đôi.
Đây là tác phẩm đầu tay của Nam Quốc Sư. Đây, đây tác phẩm này. Mà đưa lên công an phường. Một em sờ bông. Với khéo của em nó lại bay mất. Bay trên đất. Ừ. Đã quay. Rơi lại rơi đây. Mắc mắc đây rồi. Anh Nam lấy điện thoại soi đi. Đây. Vẫn còn một con nữa. Đây vẫn còn một con nữa. Thế thôi cứ dã đi, cứ dã dã đi. Quả này anh bắn đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, làm bắn. Đây rồi, đây một con ở đầu cành này này, đầu cành này. Đây, quay, quay, quay. Đây, hàng hộ đây, chúng ta. Rất lâu đây nè. Anh xoay ra, để anh chỉ nó con này. Mắc đâu đây nè. Đây, đây rồi nè. Nó chơi rồi, lúc này nó bị mắc rồi, nhưng nó đang xoay mắc. Đây này, đây mắc rồi. Đây này, anh chỉ đi. Đây này, nó chơi rồi, phần đâu nữa. Đấy rồi, không quay, máy cứ làm nó liền trong cái mặt. Làm cho nó một phát là cho nó rơi luôn đi nè. Đây, quay đây chung. Xịt nha. Để tôi bắn cái cho nó sướng. Cho nó sướng hơn. Cho mấy con chú này còn nhiều cái nạn cho nó thích nữa. Mẹ giật cả mình. Ông đây là lá thủ gốc truyền thống đang ăn quả finis. Đấy chú rồi đây. Úi ôi. Mấy ông đi. Rất là, khoan này rất là. Úi ôi. Thôi bay mất một con. Bay mất một con sang bên kia rồi. Một con bay mất rồi. Rông thì nó bay sạch rồi. Đâu, kỉnh hết rồi đấy. Đấy, bốn em. Sản phẩm hôm nay các bạn ơi. Hôm nay mình không chủ định đi săn đâu. Chỉ đi dạo một vòng thôi mà không ngờ là gặp đúng một đàn trào màu các bạn ạ. Bắn rất là phê cái đàn trào màu bông. Ngủ ngay gần nhà lá thủ Nam Quốc Sư. Số chúng mày quá đen à. Đập cho nó phát cho nó. Có một phát là xiên đôi này, một con của anh Nam này. Năm chú. Ừ. Đúng rồi, năm con rồi. Năm em bông này. Ba em nhạn, ba em nhạn này bắn từ chiều rồi. Bọn này to ngang nhau đấy. Đó. Nhận cái này. Nhận to. Nhau này, nhận trong bông nhau. Con này anh đem này luôn. Hai xe, mẹ phiên. Ok. Con này. Nó sống này.